Xin chào toàn thể quý hàng, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 1 của khu nghiệp và đô thị BKM Trân Thành. Ngay sau lưng của Trọng Thơ là chúng ta có thể thấy những chiếc xe đưa rước công nhân từ các huyện lân cận về làm việc tại thị xã Trân Thành, Bình Phước, và kể cả đưa rước công nhân viên từ Bình Dương lên đây làm việc tại khu nghiệp này nhé. Và ngay cái ngày hôm nay thì ở trên trục đường này, những trục đường mà xe đậu này và những trục đường nhánh bên trong, thì Trọng Thơ đang phân phối với diện tích mỗi nền là ngang 5, sâu cho 25. Đất của chúng ta, đất ở đô thị full thổ cư, giá hiện tại chỉ 750 triệu trên một nền. Chúng ta mua thấp hơn thị trường của năm 2021 là 40% so với giá trị của năm 2021. Tại thời điểm này thì bất động sản trong cả nước đang chững về giá và đang đi ngang. Có những vị trí thấp hơn thị trường vài chục phần trăm. Thì khu vực này thì như cả nhà đã thấy, đất thì cực kỳ đẹp, đã có bệnh viện rồi, nhà nghỉ, các dịch vụ như chợ đã hiển thị tại đây rồi, rất là đông đúc. Chúng ta có thể thấy đối diện công viên rất là đông nhà dân rồi. Rồi ngay đây công ty, ngay cổng công ty CP, một trong những tập đoàn lớn nhất về sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi nước ngoài. Và tại thời điểm này thì bất động sản luôn là xu thế hàng đầu để chúng ta đầu tư. Và bất động sản công nghiệp luôn là điểm sáng để chúng ta đầu tư trong tương lai ngắn từ 1 đến 2 năm, trung hạn từ 3 đến 5 năm và dài hạn từ 5 đến 10 năm. Thì giá trị bất động sản luôn luôn tăng theo thời gian, và chúng ta là những nhà đầu tư bất động sản, chúng ta đi trung hạn và dài hạn, và chúng ta là những người đầu tư luôn luôn thắng. Quý hàng quan tâm tới cái vị trí 750 triệu tại khu vực này, liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu duy nhất một vị trí nằm tại cổng công ty CP này. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.